Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Sáng nay làm gì mà quà với bông hóa chừng vô tấp nập luôn, quay không kịp luôn. Cái này có ai vậy anh Phương? Cho chị Điền Lý luôn không? Thấy chưa? Bữa năm nay chị Điền Lý à? Quý cô chú anh chị ơi, chị Điền Lý chơi lớn luôn. Chị lớn luôn nha quý cô chú anh chị. Hổng chị Điền Lý cho phải không? Hổng, Điền Lý lì xì. Hổng là gửi gì mà hổng lì xì. Điền Lý ở Australia nha bà con, hổng là chị Điền Lý ở Úc. Úc cảm anh á. Bản quyền 2 4 6 8 10 chưa kịp đăng clip mà được quay nữa mấy cha. 10 phần tôi biết từng ai của ai luôn. Chúng qua chuyện lý nó rồi mà, chúng qua chuyện lý nó từng người rồi mà, chết từng người rồi. Từ đó tôi đăng cái clip cười đổ mỏ rồi phần qua bốc phốt quá, một khi tôi bốc phốt là phải nhức đầu tôi đó. Tôi đó phải suy nghĩ đó. Phốt gì? Thì cái tôi điều đó tôi nhịn, tôi nhịn cho vui vui đó. Như vậy? Cái gì nữa rồi? Cái gì? Đừng có dành ho, đừng cắt tôi đó. Hả? Vụ gì? Vụ gì? Nếu bức xúc nghèo quá thì dành dành nó. Tôi cứ dẫn dẫn chơi qua ngày đó. Hả? Khi tôi đi là tôi nói phải suy nghĩ đó. Rồi rồi, mệt rồi nha. Mệt rồi. Tôi bò. Hoa là không được dành dành. Hoa, anh nói hoa. Muốn dành lên nằm đi. Ừ, nếu không nói thôi nói mệt lắm đó nha. Căng lắm đó. Anh không có. Đúng rồi, anh nói là nãy giờ là em đang suy nghĩ luôn đó. Đang suy nghĩ luôn nè. Tao không biết gì luôn. Kệ chú Tường nói gì nghe kìa. Ông đâu có liên quan gì đâu. Quản quản lý qua viên vừa chạy ngang với chú chị. Còn bây giờ tiếp tục chương trình nhận quà của chị Điền Lý ha. Dạ, đang bức xúc vụ hoa. Nói tiếp đi. Bức xúc. Không nói nữa. Còn nhân quá không? Mình bỏ qua đi đeo. Phượt phượt cho qua ngày thôi đó. Đâu phải là mình thương cậu nó nặng 10 ký, người khác thương cậu nặng 2 ký đâu. Đúng không? Còn cùng chung mà. Cái nào cũng là ấy ha. Đúng rồi. Cái nào ai cũng như nhau này. Hết. Nói gì đi chứ im ru vậy. Ừ, mời phần quà nha. Sát vô mấy anh em ơi, xe tới rồi. Sát vô, sát vô. Ôi ở Úc á. Úc. Ở Australia ông ơi, anh nói vậy mới nói Australia mà sao giật anh nói. Đây là mừng thọ cho chị Đăng Lý ha. À, tối qua thì chị Đăng Lý nhờ em với chứ 15 đó lộng với lại Phương đi xuống nhà chị cô rồi chị Lý gọi nói là để lưu hoạt thằng nhanh em rồi chị gửi danh sách qua nhờ. Tối qua thằng Phương nó mới đi gọi mua đó. 9 giờ mới gọi mua. À, sáng ta mừng thọ quà tặng cho anh em. Mình danh sách của ai chị Phương nó nắm nha, tôi biết luôn đó. Chỗ này là cái chỗ mà Duy Minh với lại Phương đặt quà quý của chúng chị. À, cái vỏ giống đó không? Hàng chi cái vỏ bệnh màu tét đúng rồi. Thì đó, cái vỏ giống họ của anh tét rồi đó, của em tổng còn y tinh thấy không? Của em chưa tét không? Hả? Hai người gói. Sao em biết hai người gói? Ờ, em nhìn sơ là biết rồi. Biết sao biết không? Hai giờ mối không quan trọng, quan trọng là quà này là của ai được nhận đây nè. Trời ơi. Quan trọng chỗ này nè. Là bây giờ anh nói là từ Duy Minh ra nè đó. Hỏi nhiều. Hôm nay sáng mậu cậu vui quá cô chú anh chị ơi. Hoa đem vô quay không kịp luôn. Rồi quà. Hôm nay là 30 Tây. Mấy anh em nhận quà của chị Điền Lý nha. Rồi Duy Minh lại kia đứng quay đi không có quà. Còn anh đứng đầu hàng đi, anh đứng đầu hàng đi rồi. Không có, đứng đó đi, đã nói rồi mà. Ngọc ơi. Anh đi. Đứng đầu hàng bên kia. Rồi Ngọc la phát quà giùm ta cũng không có luôn. Không. Vì mình hỏi rõ ràng, hỏi rõ ràng nữa rồi. Để cho tao mừng coi. Xe vô kìa, nãy vô. Xe tải vô. Xe tải vào, chắc vào đá quá, vào đá quá cương. Đấy, gọi mẹ xúc vật đó. Hôm trước chị. Bữa đi rồi, hiện nay ra gửi quà. Rồi, đây là 16 hết nhận được quà chị Điền Lý rồi.
cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm trước là chị điều trị cho tất cả các anh em ha. Hôm nay là chị tặng quà nữa. Đây nói cho mọi người. Thì năm mới sắp đến, chúc cho chị và gia đình trời gặp sức khỏe cho năm. Có anh nào không vậy? Cảm ơn anh Áo Vàng luôn ha. Còn bây giờ anh đi xuất rồi nha. Tặng mưa lớn nó còn 16 hết đâu. Hai thằng. Hồi nãy giới thiệu 16 hết mà. Đây đúng không? Còn 16 hết nữa, hai thằng mà. 16 hết đâu. Rồi. Bây giờ chứ tới giờ đi. Quà nữa ha, bữa nay 30 tay hả? Qua điện cho ông Phong vô. Điện rồi. Rồi đỡ nóng luôn. Có. Anh em là có Duy Minh nữa. Không nha. Không, đã nói Duy Minh không có mà. Duy Minh không có. Anh này là Duy Minh Vlog, còn cái Duy Minh kia riêng nữa. Không có. Đã Duy Minh Vlog còn không có, rồi Duy Minh kia cái gì có. Rồi, thay mặt cho chị cảm ơn em luôn nha. Rồi. Rồi quá. Em cảm ơn chị Lý rất nhiều nha. Chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, thịnh ngon như nước. Điện ra chúng nhau cà phê. Rồi thay mặt chị Lý. Điện ra chúng nhau cà phê. Rồi tới đầu điêu đây. Vô vô đó mà tới đó mà tới. Trời ơi. Nè. Mà tới mà tới. Mày ơi. Quà nó mang lên nghe không? Lấy những quà cái. Này lấy gọi em nha. Coi. Hồi nãy nó không có mà giờ vô ốm gì vậy trời. Giờ vô ốm gì vậy? Anh Phương, trước hết thì em xin chúc cho gia đạo gia đình chị thật là nhiều sức khỏe. À, con cái của chị là luôn luôn lúc nào cũng mạnh giỏi. Năm mới làm ăn phát tài. Xe xe. Em cảm ơn chị. À, dạ, rồi, thay mặt chị Điền Lý cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Anh Nam hả? Ừ, ok. Rồi, vậy ta anh yêu đúng không? Từ từ anh chưa đâu, đâu có đâu. À, chú Tiểu, cảm ơn chị Điền Lý nha. Chú Tiểu đã nhận được quà của chị Điền Lý. Cảm ơn chị Điền Lý rất nhiều. Rồi, cười cười. Đây, em cho anh chơi chụp hình là. Ở đây cũng là danh sách của chị gửi nha, có danh sách đàng hoàng nha, chứ không phải là mình gửi Hương nè, Liêu nè, Bích nè, Hải nè, Long Ích nè, Lâm nè, Ho Thị Tiên nè, Phương là ai? Lâm là ai tới vậy? À, Nam Lâm Hoài nè. Khang, chị là chị biết rõ là chị gửi rồi. Không biết rồi chứ không biết làm sao, không biết ai luôn. Không, chị lấy gửi mà. Chị cảm ơn chị Điền Lý nha. Chị rất nhiều, hôm trước chị đã tặng tiền cho anh em ở đây rồi, hôm nay còn tặng quà nữa. Rất cũng quý tấm lòng của chị ha. Chị cũng mua rất là nhiều hoa để cho cậu Năm ha. Nói chung là hoa rất là đẹp. Xích giờ xích giờ. Bốn cây hướng dương đẹp chứ bọn. Anh thay mặt chị Điền Lý lên mến. Ở thay mặt cô chị Điền Lý là cảm ơn mấy anh em luôn nha. Chị Lý gọi em. Anh cảm ơn chị Điền Lý nha. Mà hổm có liền thì rồi, rồi được 50 đô. Đúng không anh Minh? Đúng rồi. Mấy anh em đặc biệt đó. Quà nữa. Thôi em cũng cảm ơn chị Điền Lý rất nhiều nha. Rồi, thay mặt cho chị rồi cảm ơn em luôn, chúc gia đình em nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn anh Niu thay mặt đây chứ. Cảm ơn chị Điền Lý, cảm ơn chị. Anh Niu lớn, anh Niu đứng ra, cảm ơn. Thay mặt Điền Lý, cảm ơn đã tặng quà cho chị Ho nha. Cảm ơn chị Lý tặng cho tất cả anh em ở đây nha. Không, không, chưa vô. Thôi, ở đây mình, của này là của Phương. Phương cũng cảm ơn chị Điền Lý rất nhiều, chị chúc chị nhiều sức khỏe và gia đạo bình an. Năm mới được khỏe nha chị. Cảm ơn. Rồi rồi. Nhận giùm cho anh luôn đi. Thôi thay mặt chị Lý cảm ơn. Còn của anh không đâu. Thôi mình nói được rồi. Mình nói là mình gửi chị Mai giùm nha. Cho em cảm ơn chị Điền Lý. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ạ. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải nha. Như ông bà cô chú anh chị đã thương Bùi Hải, có cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải Vlog có để làm động lực, làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem mặt. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại nha.